Sau khi ta thực hiện xong phần hiển thị các cái menu của chúng ta, thì chúng ta sẽ đến một phần mới, đó là thêm một cái category nữa. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện phần admin query và action add của chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ quay trở về. Lúc này chúng ta sẽ quay trở về phần Query Controller của chúng ta. Thì phần Index của chúng ta, nói chung là với những chức năng mà chúng ta đã thực hiện thì coi như đã gần xong. Còn những cái chức năng như phần Search như thế này thì chúng ta có thể copy từ một cái controller, một cái action bên một cái controller, ví dụ group hoặc user gì của chúng ta qua và chúng ta thực hiện. Ở đây tôi chỉ hướng dẫn các bạn những cái chức năng nào mà chưa bao giờ làm, còn những chức năng đã làm rồi thì các bạn cố gắng nên làm lại một lần để cho hiểu và có thể áp dụng vào thực tế. Đối với phần add này thì chúng ta sẽ nhấn new, add new và chúng ta thêm vào. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng phần add action. Lúc này chúng ta sẽ xem database của chúng ta và xem phần nào chúng ta cần phải hiển thị ra để có thể thêm vào. Chúng ta sẽ xem phần cấu trúc. Vậy form của chúng ta đầu tiên là cần name, picture, parent. Hai phần này thì chúng ta không cần order và status. Vậy thì chúng ta gồm có tất cả là 4 trường. Vậy thì lúc này chúng ta tạo như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vào trong cái phần view của add action và chúng ta sửa lại một chút. Lúc này chúng ta sẽ xem chúng ta cần đưa vào thứ nhất là name. Vậy chúng ta sẽ cần một cái ô text box. Chúng ta sẽ sửa ở đây là text box là name. Và phần này cũng là name. Lúc này các bạn chú ý rằng các bạn nên xem kỹ trước những phần chúng ta đã học để không có phải tốn thời gian nhắc lại. Tiếp theo là status. Vậy ở đây chúng ta cũng đã có status, chúng ta sẽ giữ lại. Tiếp theo nữa là parent. Parent là một phần khá mới thì chúng ta sẽ thực hiện xây dựng nó. Order của chúng ta. Order của chúng ta thì khi nhìn vào đây thì chúng ta chưa thấy có cái phần order, vậy chúng ta sẽ bổ sung cho cái phần order. Những phần nào mà cần thiết thì chúng ta giữ lại, còn không cần thiết thì chúng ta bỏ đi. User avatar của chúng ta là kiểu file và nó thích hợp với phần picture. Vậy chúng ta đưa vào đây là picture. Tiếp theo là status, vậy chúng ta sẽ bổ sung vào phần status. Status của chúng ta cũng đã có, chúng ta sẽ copy những phần nào cần dùng lên. Tiếp theo nữa là parent. Parent của chúng ta sẽ sử dụng sau, thì chúng ta sẽ viết cái phần đó sau. Order có rồi. Order phần này hình như chúng ta chưa có. Chúng ta xem lại. Vậy order chúng ta chưa có. Order của chúng ta sẽ là gì? Sẽ là một ô text box để nhập mà thôi. Vậy nó chúng ta sẽ copy phần một cái ô text box nào đó lên và chúng ta sửa lại. Lúc này của chúng ta là phần order. Chúng ta sẽ chỉnh ở đây lại thành suốt. Tiếp theo nữa là kia và kia bài thì chúng ta cũng không cần. Vậy thì chúng ta đã xong một phần, bây giờ chúng ta sẽ xóa bỏ những phần dư thừa không cần thiết đi. Chúng ta sẽ đưa các cái phần của chúng ta vào. Đầu tiên là ô đầu tiên chúng ta là category name. Vậy nó tương ứng với phần name này. Tiếp theo là picture. Chúng ta sẽ là phần picture. Chúng ta sửa lại.
Tiếp theo nữa là phần status. Vậy chúng ta đưa vào đây là trạng thái. Đầu tiên chúng ta sẽ để sẵn một phần gọi là parent. Thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta để một cái giá trị parent bằng dãy rỗng chẳng hạn. Chút nữa chúng ta sẽ xử lý phần này sau. Chúng ta sẽ gắn parent vào đây. Tiếp theo nữa là status. Vậy chúng ta sẽ bổ sung vào. Chúng ta đã có status. Một phần nữa là order. Vậy chúng ta sẽ đưa vào phần order. Lúc này chúng ta đã được một cái form để hiển thị vì chúng ta xem có điều gì cần phải chỉnh sửa. Ở đây các bạn nhìn thấy chúng ta có một phần được gọi là render. Chúng ta kéo vào một cái tập tin HTML thì lúc này chúng ta sẽ sửa lại là admin carry. Và sublink của chúng ta cũng là admin. Nếu mà chúng ta muốn sử dụng thì sublink chúng ta cũng để là admin carry. Bây giờ chúng ta vào admin controller, admin carry và chúng ta bỏ đi phần no view render và chúng ta refresh lại thử. Chúng ta nhấn vào S. Các bạn thấy lỗi vậy, chúng ta kiểm tra lại xem lỗi này xuất hiện ở đâu. Chúng ta là Add Action. Bây giờ chúng ta đóng cái phần này lại xem còn lỗi nữa hay không. Và chúng ta refresh lại. Các bạn vẫn thấy còn lỗi vậy, chúng ta kiểm tra lại lỗi này gây ra ở chỗ nào. Vậy thì sau khi ấy thì chúng ta phát hiện ở đây cũng không phải là error. Bây giờ chúng ta kéo xuống dưới xem có vấn đề gì hay không. Bây giờ chúng ta thử đóng lại phần này xem thế nào. Và chúng ta refresh lại. Vậy thì các bạn đã thấy rõ ràng ở phần này nó tạo ra lỗi cho chúng tạo ra lỗi. Vậy chúng ta xem. Có thể là chúng ta chưa có route.php. Vậy chúng ta kiểm tra xem. Lúc này các bạn nhìn thấy route của chúng ta là kéo từ thư mục rip vào. Vậy thì ở trong thư mục rip của chúng ta chưa có route. Vì chúng ta kiểm tra lại phần default xem. Rip. Các bạn nhìn thấy ở đây xuất hiện một phần gọi là route và phần phân trang. Chúng ta lúc nãy chúng ta quên không copy nó qua nên tạo ra lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ copy hai phần này bỏ vào thư mục rip của chúng ta. Bây giờ chúng ta refresh lại xem còn lỗi nữa hay không. Vậy các bạn đã thấy chúng ta đã hiển thị được và không gây ra lỗi. Việc của chúng ta là hiển thị parent. Thì parent lúc này là gì? Parent của chúng ta lúc này là một select box. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện in ra title cho cái phần này. Vậy chúng ta sẽ copy phần title ở phía trên xuống. Chúng ta loại bỏ đi những phần dư thừa trong mã để cho ứng dụng của chúng ta có thể chạy nhanh hơn. Lúc này chúng ta sẽ tạo ra một cái title mới, chúng ta là S. Bây giờ chúng ta refresh lại để chúng ta xem nó có hay chưa. Các bạn đã thấy chúng ta có. Tiếp theo là pattern. Muốn tạo được pattern thì chúng ta phải làm gì? Bây giờ chúng ta hãy thử link copy. Bắt buộc lúc này chúng ta phải kết nối vào trong cái phần database của chúng ta. Và chúng ta lấy ra danh sách
của các cái có nghĩa là chúng ta phải lấy ra được danh sách của các cái calorie để chúng ta chọn. Lúc này chúng ta sẽ copy phần phía trên này xuống. Tiếp theo chúng ta nhấn vào để chúng ta xem. Thì các bạn thấy ở trong phần này, lần trước của chúng ta đã có một cái phương thức là item in select box. Vậy lúc này chúng ta cũng sử dụng item in select box này. Chúng ta sẽ copy đoạn mã ở trong phần list. Có nghĩa là ở đây chúng ta có một phần liệt kê ra các cái calorie mà chúng ta đã sử dụng ở trong phần index action. Chúng ta copy toàn bộ phần này sang bên phần item in select box của chúng ta. Và trong trường hợp nó bằng null thì chúng ta lấy ra tất cả. Chúng ta cần sửa lại một chút. Lúc này chúng ta không cần phải kết nối qua nhiều bảng. Vì vậy chúng ta chỉ cần lấy từ bảng product calorie. Vậy phần này chúng ta sẽ xóa đi. Sau khi xóa thì chúng ta thực hiện câu select và chúng ta lấy ra được kết quả. Lúc này chúng ta làm gì? Các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta sử dụng là phép Paris để lấy ra một mảng gồm có ID là khóa và ID là khóa và tên, nhưng đối với phần select box lần này do đệ quy đa cấp nên chúng ta sẽ không thực hiện như thế mà chúng ta thực hiện như sau. Chúng ta cũng xây dựng một cái mảng. Như lúc này các bạn chú ý rằng chúng ta nên bổ sung một cái phần tử vào đầu mạng để select một item của chúng ta. Và chúng ta sẽ đưa vào là giá trị 0 thử xem. Hoặc bây giờ trước khi chúng ta thực hiện dòng này thì chúng ta sẽ in ra cái mạng của chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ print cái kết quả truy vấn này. Bây giờ chúng ta sẽ gọi cái phương thức item in select box vào trong action. Vậy chúng ta sẽ ghi là div cho đến view, sau đó chúng ta sẽ cũng sẽ truyền ra view, nên chúng ta sẽ là div cho view select và đây là carry bằng bằng phần này gọi đến cái phương thức của chúng ta là phương thức select box và sau đó chúng ta in nó ra. Bây giờ chúng ta refresh lại. Các bạn đã thấy chúng ta có một cái mạng. Chúng ta sẽ thực hiện là insert vào đầu mạng của chúng ta một cái phần tử và phần tử đó sẽ có giá trị ID bằng 0. Status lúc này chúng ta chỉ cần name và tiếp tục là level. Có nghĩa là chúng ta sẽ bổ sung một phần tử có ID bằng 0, name là ví dụ như chúng ta đưa vào cái giá trị là trong phần này chúng ta đã liệt kê hết ra. Chúng ta sẽ thêm vào cái mảng này một phần tử có ID bằng 0. Name sẽ là hãy chọn lựa một cái calorie. Tiếp theo hoặc chúng ta sẽ thêm vào cái mảng này một phần tử có ID là 0 và name sẽ là root. Thì có nghĩa là khi ai lựa vào phần tử đó thì nó sẽ là thực sự là nó sẽ đưa về cái
À, có nghĩa là chúng ta sẽ xem ở bên phần này một chút. Có nghĩa là khi chúng ta lựa parent bằng 0 thì lúc đó cái phần đó là category gốc của chúng ta. Vậy thì lúc này chúng ta thực hiện như thế nào?